Ừ, nghe nhờ. Rồi hút hút luôn luôn. Rồi hút 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 hết đàng hoàng nghe, không phủi à. Không không thương thương rồi, phải thương thật lòng mà. Thương có thương thật lòng. Không tôi phủi mùa. Ờ, ông lại muốn nếm môi luôn nữa nè. Nó muốn nếm môi luôn. Thì hình thức chạy đi theo dưới một vợ mà hai chồng thì vô quán này ngồi ăn sẽ nói chuyện và trò chuyện tiếp thì Thanh Trúc mời cả nhà theo chân Thanh Trúc mà để tìm hiểu thêm một vợ và hai chồng như thế nào nghe cả nhà. Thì ở đằng trước á là ông chồng thứ hai chở, còn ở đằng trước trước đằng kia thì ông chồng thứ hai của ông chồng thứ nhất thì đi. Đây nghe cả nhà, đây là một vợ. Đây nè, thấy không? Chạy đi, chạy đi. Đây trên đường chạy xe nghe cả nhà, thì mời cả nhà cùng theo dõi tiếp nha. Đây là cả nhà, thì bữa nay là mấy anh em dẫn mấy vợ chồng đi ăn. Lên đi anh chị. Nè, đây ông này là ông chồng nhỏ. Rồi vô vô đi anh chị. Dẫn một vợ hai chồng đi ăn quá vậy. Chuyến này là nhậu luôn hay sao? Không quậy nha. Quậy quánh luôn hả? Quậy quánh đó. Nào quậy quánh đó. Lỡ bà quậy hai ông quýnh không? Không đáp. Hôm nay là hai ông chồng đi với bà vợ là cảm giác nên đi là có mới lần đầu có ăn chung nhậu chung có giờ bây giờ là bữa nay là lần thứ nhất ha. Ừ, này lần đầu vui lắm mới đi. Giờ bây giờ ông mày không bày à, hung anh hung hung trước đây không không hung à, nên nó bay kìa ông. Hút hút luôn rồi hút luôn hết chưa đàng hoàng nghe, không có phủi à. Không không thương thương rồi, phải thương thật lòng mà. Thương có thương thật lòng không, tôi phủi mùa. Ông lại muốn nếm môi luôn nữa nè, quyết bán mùa qua đào. Bây giờ xong ca các bạn giờ không có đờn không cái ca thấy không gì đó dùng xong quen em rồi. Anh ca trước cầm cái này lên nè. Khỏi để dưới đây nghe cho nè. Rồi vậy để rồi nói nè, máy cà không khỏi cầm để xuống đây rồi ca đi. Ca xí xí phải không? Ừ, bắt nhịp. Vui chiếc xuồng nhỏ đưa anh về xóm nhỏ, nghe gì gầm tiếng sáo vỗ gần xa, dòng sông đẹp ánh trăng ngà, nghe câu hát xa xa mà lòng anh chần nhớ. Ơi dàm cỏ đông, ơi hỡi dòng sông, có anh biên biết dùng cảm kiên cường, đuổi pháp đi rồi hay đuổi mỹ xâm lăng, giật đi đời giật sông càng xanh trong. Cần biết sao chị biết, chị có tinh thần ca không? Rồi chị hút gác á, mấy thằng tài xế rồi ngủ chị ca từ buổi quen nhau. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe trên dòng sông màu xanh chanh, dòng sông dàm cò thôi bỏ cái này đi, kỷ niệm quê hương. Dạo qua ông ca bảo mùa qua đào ơi, anh ca bảo mùa qua đào qua đào không có thì bây giờ mình kể chuyện đời xưa đi. Cho bản tặng cho hai em mùa qua đào. Rồi, qua đào. Ông ca bắn nó được. Mùa qua đào là nhào lại bả đó. Sáng sớm nay tôi ra thăm Hà Nội với chiếc lá xa cần về coi người ơi. Không làm cái chữ ông này cũng không biết chữ. Đường đây gương mặt. Ông chỉ biết ca bắn đó thôi. Nhạc cảnh đào tơ bồi hồi trong nhà, như chim phiêu bạt phương trời. Hay ra đây về giữa sân thủ đô, đằng trời gợi lên sắc thắm, gió sương mơ màng đầy mây cành đào tơ.
dáng em còn dài mà mộng kề dây mái tóc má em ở đường hồng tóc đi mấy nụ cười mình có thế là không có đạo vui. Em ơi tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mướn đó nào kia để tương tư hình bông. Mà truy băng băng dây trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ giới hoa lao. Hôm nay anh làm gì? Đi bên em chưa nghe em, không lần như chưa bao lần ngập ngủ bay lâu nay. Giọt đường dài nào ngại gió sương, nay trở dài đây giữa lòng Hà Nội. Trời đất giao sân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi đưa bồi họ nhìn lại qua hè lờ. Mà cưng thấy chị xấu chưa có ngộ nữa. Đi bên em mà không biết chị có bắn sao không đâu. Không vô đổ mồ hôi á. Ông này thì ông là con trai. Hồi nào giờ ổng chưa có vợ lần nào thì mới dám hôn ổng thôi. Chứ dám hôn chồng ra ngoài cũng quên. Anh trai miền Nam phải lòng cô gái bất. Gốc à, nhưng ở ngầu lũng thằng ngon hiền đỡ thằng gần dữ là mệt rồi phải không? Đó, cái gì đâu mình coi đó đi, mình đem cái vợ đi. Tôi mơ màng dệt mộng dạo mình hiền vậy mà mình được. Kẻ bắt người Nam đâu ngờ hành ngôn. À nói tôi yêu nâng yêu từng con phố gom góp vào lòng chỉ niệm mới vừa đôi dương danh vừa bắt chồng bắt trong vòng giữa coi lên ba tôi còn trúng giữa à tôi nằm dưới sàn tôi à nói với chị với bà má với mấy đứa em ở dưới qua anh nó hơi gợi nằm dưới sàn buông buông rồi cái nằm dưới sàn cái thùng nữa mà tôi tới là cái thùng bên ở nhà luôn qua cháu tình tình sơn ước đôi mình nhớ nhé em nơi này hồ hương chứng minh cho tình đôi lứa cành đau kiên anh đẹp vào tim và hình bóng ấy đã khắc ghi vào trong tâm tư mãi muôn đời giờ. Nếu bạn có chú đi bên này đi rồi là có chú nữa nè. Sự ước bỏ đi cái đi về tôi kêu ok. Phương ước đôi mình. Rồi quá hay. Đứng nhẹ cành quá thiết ta trong nắng mới. Hà Nội ơi mùa xuân đang tới xin hãy cho tôi hưởng trọn phút giây này. Mạnh hồn tôi đang chờ được đông đầy một tình yêu thơ ngây trong sáng và một cành đào vừa mới đơm bông. Con là sĩ mà con nhà ông là sĩ không em hồng trước ta tà áo lòng không đổi lòng lạnh lùng suốt cả mùa đông sương này đào mới chỗ bông chào tình. Hà Nội với 36 phố phường tôi chưa qua hết nhưng tôi đã nghĩ rằng đắp mía giang thành thơ. Hà Nội bao giờ mới lắm mộng mơ cô gái nhỏ bên hồ và chờ đợi nay tôi về phương Nam mang theo hình bóng ấy và một cành đào vừa mới đơm bông gửi lại em hồn trong chưa sáng gửi trả tình anh trong sâu thâm tâm hồn
tôi nghe trong già bồm chồm nữa đi nữa lòng không muốn về. Người ơi hương chọn câu thề, mùa qua đào vắng không hề phôi pha. Hát rồi bây giờ mình nói chuyện đi. Thì anh nốt ca hay quá. Thì ông này là kêu chồng thứ mấy chị? Chồng thứ hai. Ông ca hay quá, chị thưởng ông cái hung gì đi. Chị hung bên đây cái đó, lũ mũi cái đó, hung tráng cái đó. Ông chồng bự, ông kêu chỉ suối cho hung. Ông ghen trời, ông ghen. Nói chung là cũng quen rồi hả anh hai? Quen rồi. Nói chung là cũng vậy là, thí dụ mà hôm qua trường hợp mình cởi á, thì cũng đã cởi rồi, thì bữa nay mình chỉ là ngồi chung và trò chuyện cho vui. Đúng rồi, ăn chung, cầu chung. Có khi nào mà anh hai mà thấy thí dụ bằng đêm á, gặp ủa gì nói trong bụng hả? Mình mình đi nói, mình nói tóm tắt hơn nói chuyện đó, mình đi ngủ thì ai làm gì làm ha, ai chuyện ai đi ngủ thì vẫn sự mà hay, có những người cô chú người ta bình luận anh hai rất là tốt đi ngủ cái chuyện đó thì mình đi ngủ bình thường. Anh có cái lòng mà kiểu như mà cho bả rồi cứ thêm ông nữa cái anh cũng cho luôn, chứ người ta là không cho đó. Thì cái chuyện mình sống từ nào giờ mình nó quen nước một cái rồi đúng không? Thì cái đây này mình với anh em mình ở đây là cũng là như cái chuyện đó thì mình cũng sẽ nắm sẽ hiểu được. Mà mình nói về tóm tắt ngang cái chuyện này mình như thằng cái đầu tiên thì nữa nay mình cũng hơi bực sao anh hai cởi cái bực. Như cái bực đó là như cái chuyện thì mình bây giờ mà như mình bắt không được. Thì như cái chuyện mà mình biết với nhau mà như mình nói hơn cái chuyện thì cũng anh hai bữa nay là nói hết cái cảm nghĩ của mình lần đầu tiên bà vợ nghe với ông chồng mình phải biết chứ không mình không biết là mình không có được. Đây những cái anh em mình đây là đóng góp với nhau là cái chuyện em quay phim là cái chuyện này là cả vấn đề. Dạ. Còn mình phải biết rồi thôi, mình mới dằn cái tâm mình lại. Rồi như mình phải biết với nhau có được, không biết thì như cái đừng nói bây giờ bà vợ nói ghen, đừng ông làm không ghen, đừng bà bây giờ phải ghen nữa. Mình ghen mình phải dằn cái tâm mình nó lại là cái chỗ đó thôi. Mình ghen mình làm quá là con người mình thì nó mất trí khôn. Mình phải dằn, muốn giết thằng đó là mình phải dằn cái tâm mình lại liền. Hình như cô vợ mình mới dằn lại cái chuyện đó là con người mình nó tốt. Mình ăn mặc sung sướng không chịu, chỉ muốn vô ngồi tù 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Chứ một chuyện này là mình cũng rất là tốt. Chứ cái chuyện này là mình không giết người cấp của là chuyện nó nặng à. Giết vợ người ta mà có gì giết con cá nằm trên tớt là đâm là mình cũng có thời gian mình đi ra. Còn người mà kiểu bắn mà đập đá hay là không cần đi ra được, giao đường cùng cái đó là mình nghĩ cho cái tình mình sống được tới bây giờ là cuộc đời ai cũng phiên người lớn kiếm tiền lại cũng phiên nó thôi. Như anh hai nói là nói vậy nào, nó chuyện nó qua gầu mình để cho mình người nó tốt thì sung sướng được không đủ em ăn xài mình muốn ăn cái gì uống cái gì thiếu gì vô đó là kiểu đó nó kìm kẹt 1 tháng 2 tháng mà mình chỉ nghĩ vô muốn giết thằng này không đâm mà này cho cái tâm sao mà nó trong hết nói sao mà nó kỳ. Chứ gặp được ông ta là bực tiền. Anh hai nói là không, tôi nói thiệt luôn. Anh hai nó hỏi là cái cảm nghĩ là gì ha? Cái ngày xưa á, dằn lại liền, xong nó dằn lại, muốn dằn đâm này, quýnh mà nãy mình quýnh được chắc luôn, chứ không còn để cho sống nữa. Đó là tôi đó nó hạ xuống liền. Cái đó không biết vì sao, không cho phép. Tới bây giờ không phải tao nói mấy năm mà 7-8 năm, tôi nói thằng này là thằng khùng, không phải khùng. Cái tâm nó dằn lại là để cuộc sống cho nó yên an tâm. Chứ gặp được đàn ông như chú thôi, cô vợ chú mà gì đó. Chú đâu có sống được gì, mấy này chắc phải đâu. Không nói gì cái lý. Không, tôi nói là thực tế luôn. 7-8 năm rồi, giờ đó. Cũng là rồi, mà đừng coi ghẻ tôi à, coi ghẻ không được. Không, hai đứa phải tôn trọng ổng. Đừng thấy tôi vậy thôi. Chị cũng phải tôn trọng. Lực pháp chết tôi mới sợ thôi. Đây tôi là để cho sống, cho an tâm, đừng ăn hiếp tôi. Ăn hiếp tôi là tuy tôi không nói nha, tôi hiền. Chứ đừng có lướt quá là tôi không chịu à. Rồi bây giờ là anh hai là kêu bằng xí xó rồi cũng biết rồi cho hai người thấy luôn ha. Rồi do gì là an tâm mà đừng có nặng nhẹ tôi à. Giờ hiện tại giờ anh hai chấp nhận ha. Ok. Mà đừng nặng nhẹ tôi là thiệt á. Nhỏ làm sao bằng hiếp lớn được. Giấy tờ tôi có hợp lệ đàng hoàng à, đâu đó đừng khơ khơ à. Không, cái này nói chung là phải cho ông nói nó. Nhà cửa tôi có à. Khô hoa trái hay là. Nói nhà cửa tôi có, sống mà già bệ tại tôi muốn để cái nhà đó nó buồn cho xe lên nhà nào đi đó. Không, ngủ rồi. Rồi, anh hai chia sẻ chưa? Chia sẻ gầu xong rồi. Tới anh chồng anh hai. Cái gì đó? Chia sẻ đi. Rồi anh Phúc. Anh chia sẻ. Dạ, có gạo, có này kia. Thì cũng đem xuống đưa cho ổng ăn. Như Hoàng có tiền cũng cho. Đâu phải mà tôi ăn mình ăn được đâu. Cũng như chưa sống chung vậy á. Bán đồ, bán khô, bán hến đồ á. Có tiền, đâu đâu cũng 150. 150. Tốt.
thì anh cứ chia sẻ đi. Thì mình nói chung là anh em mình sống hòa thượng với nhau rồi, tôi thấy ổng người tôi nói chung là hết nói gì vậy. Ừ. Giờ bắt tay cái hai anh em bắt tay cái hai tay bắt thận bắt đàng hoàng chứ không có cái vụ mà gây gắt. Đúng rồi. Chứ không vụ gây gì là mới đúng là nó gì là đã lỡ hết rồi. Ừ. Thiền đã đóng dáng rồi. Thiền đã đóng dáng rồi. Ừ. Bây giờ anh cũng phải chấp nhận thôi, tại nói vậy. Nói vậy thôi. Ừ. Bây giờ là câu chuyện thì nếu như á ở ngoài nếu mình không có có gì thì không biết thì hồi không có, còn bây giờ là à, hồi đó thì người ta cũng đã biết rồi hả chị? Biết trơn à, trời nó tới tỉnh Long Xuyên chứ không biết chị mà. Hiện tại mà bà không gác. Em có nghe nói là bà muốn tính thêm một ông nữa hả? Có mà chị ra cho nên chị bị kẹt mãi rồi đó, nó hốt chị. Hốt gì? Chị cãi đi. Nó hốt chị cái nó nói chị cũng có thằng rể quê nhà là có chồng mà cũng thâu mấy năm rồi mà không ở chung. Yeah. Nhưng ngủ ở chung nhà mà không có ngủ chung mùng. Yeah. Rồi mấy em có ông này ông bồ và ông con trai. Rồi cái anh đó anh có 37 tuổi à. Anh Tư Thành. Yeah. Rồi anh mới nói thôi giờ tôi về quê. Tôi để biết ông ghệ bà chứ ông chồng bà tôi có nhậu mà ngoái rồi là ông này có nhậu chung rồi. Yeah. Rồi nó về giọt sợ ông này quá mà giọt con ngoái nữa. Yeah. Yeah. Là cái sửa sản tính ông nữa đó hả? Ông đó ông tính cưới chị luôn chứ mà. Ông tính cưới luôn á. Chị nói sao? Chị nói cưới sao được, cái này cũng cưới lén ở đâu, ông loại này ông không chịu. À chồng, ông chồng thứ hai không chịu ha? Ừ. À, cái cảm nhận của anh Phúc sao? Anh, cái cảm nhận của anh đó, anh không muốn cho một người thứ ba vô. Bây giờ là hiện tại, tính là có hai ông đâu, không có được ông nữa ha? Rồi. Đúng rồi, hai ông thì kèm, có ông nó đứng đâu trời? Đứng sau lưng hay gì? Anh chỉ là cái cảm giác anh mà... muốn cho cái thằng đó đi vô trong nhà của anh nữa. Đúng rồi. Anh Phúc nói là hiện tại thì anh không muốn. Anh đi đâu dắt, đừng đi dắt về nhà. Ừ. Tán thành luôn không anh hai? Không. Bây giờ anh tán thành theo anh chồng thứ hai không? Bây giờ anh nói chuyện nói gì? Thì anh em mình đây là cũng đóng góp với nhau nói chuyện. Dạ. Thì mình đâu rồi nó đâu rồi cái đó. Dạ. Bây giờ những cái chuyện nó xảy ra rồi, nói chuyện nó phải rồi. Mà như ý của anh thì đó gia đình của em thì em biết rồi phải không? Không ai cầm quyền anh được. Ừ. Không, anh nói được đúng lắm. Đúng rồi. À, đây. Ông ở đây là nói về cái câu chuyện ông thứ ba nữa. Không, chứ không nói là vô nhà cửa. Không, thứ ba, thứ hai thành cái chuyện đó là thứ hai à? À. Yeah. Để anh về đi cho cuộc đời anh cho nó yên. Cái đời sự sống của anh là để về em lo về cái thăm nhà. Nhà, cái đó phải lại ai nói vụ cái nhà, nói vụ ba, bốn. Hai ơi, thì anh hai thì cũng đã đồng ý rồi. Thì nó tóm em, ý em nói là tóm lại anh có đồng ý thêm một người nữa không? Theo giống anh Phúc không, đúng không? Không, chuyện đó thì giờ anh tóm tắt là chịu hay là không thôi giờ không giờ như em nói tóm cái một luôn phải không? Yeah. Thì bây giờ là không, tóm không. Cái một luôn thì bây giờ là anh không là một thích một người đúng ra anh nói là tóm tắt là không lần thứ hai nữa. Đúng rồi, nhưng mà chuyện dĩ lỡ anh hai, dĩ lỡ thì phải thông cảm mà mình đó. Ý ông nói ông không muốn thằng Kim Tinh Linh nữa đó. Nó có đợi của anh là để ông nói mà mình không có hiểu. Đúng rồi, anh Phúc thì cũng chấp nhận, anh với anh Phúc là ok ha. Thì cái chuyện anh em cũng mình có tình nghĩa thôi, mà khi tôi về thăm nhà thì phải cái gì đánh mặt cho tôi. Dạ. Đúng rồi. Nhà tôi có quyền chế tài cũng hợp lệ. Nhưng mà anh Phúc cũng có nhà riêng. Nhà ông Phúc có nhà riêng nhưng mà nhà giữa nó giữa giống hả? Mà tôi thông cảm cái chỗ để đợi lo cho ông bán đời sống. Lo cho bà ha. Để tôi nương nữa, để cho sống này thôi. Không nói vậy tôi cũng làm nói nữa rồi ha. Rồi bây giờ hai ông chồng thì mình cái gì cũng hòa thuận cho nó vui, cái gì nó cũng không nghĩ nó sẽ tôi đến không nghĩ gì hết trơn. Mà đừng ai nghĩ mà đắng cay về tôi là tôi không có thích, tôi không nhan tư rồi, mà đừng ai nhan tư là tôi không thích. Không, tôi nói thiệt luôn. Trời ơi, lại giật thương không hết, ra còn lo.